Đi. Lâu quá ha. Đi. Hên quá, giờ mới đi lấy được à. Bữa nay mới ấy nè, mới đưa cái thùng về mà cũ mềm trời. Ở chảnh mới đi test về nè. Mới thử rồi đó. À, đây đây nè. Đưa với cái thùng viết bèo nhèo. Mới thử rồi đó mới trở về đó. Chảnh chơi biết lâu rồi đó. Chảnh cho nó chạy thử đó, sợ nó ấy nữa. Đó bỏ chảnh múc thử một khúc rồi đó, ấy cho về đó. Ồ, màu này hả? Ờ. Đây tay điều khiển đồ của nó trong đây nè, đi cạc nó nè. Sao nó giống giống với chiếc kia ha? Trời. Ừ, đẹp quá ha. Mới chát. Đó bên đây cục pin đó nè. Này cái bình bơm nước đó, thấy không? Xanh đẹp không? Xanh đẹp. Màu này đẹp hơn màu kia nè. Đó, nó vừa thử luôn rồi. Đó này có tạo khói nè. Đổ nước vô đây nè. Chiếc này nhiêu? Mấy trăm ngàn nè. Chiếc gì mấy trăm ngàn? Nè, đây cục sạc của nó nè. Rồi để mình lái lên thử nha. Thử cái nắng quá trời nắng. Đó. Vô rồi đó. Thấy rõ không? Rõ. Cái này nó quay vòng tròn hoài luôn á. Rồi lấy bỏ ra ngoài này. Rớt một hôi luôn trời. Công tắc giống như chiếc kia vậy hả? Chiếc kia đâu có, chiếc này có nè. Về nó bỏ vô thùng chở đi về chạy giờ. Chạy cái đít này nữa không? Rồi quay dắt vòng xem nha. Đây mấy con tắc này là quay hoài luôn á. Ở đây nặng dữ lắm nha các bạn. Dâu. Chiếc này mấy ký? Ai biết đâu. Biết của nó nè. Thấy rõ không? Đây bằng sắt nặng lắm.
nặng lắm à. Nhìn sao ký, sao phải ký gì quá. Đây cái gạo này bóng hới đúng không? Ừ. Cái gạo màu xanh đẹp lắm hả? Này lái hồng gành nữa. Rồi giờ chạy ra múc thử này. Đó, cho chạy đi dài dài, bắt đầu mình của mình múc thử nha các bạn. Nay mình test thử nha, nãy trên kia mình chạy quay rồi nữa rồi đó. Rồi, lên trên đậu. Mai dịch bệnh lấy được vậy là mai rồi đó, không ơi chưa lấy được luôn. Có chừng nào mới hết dịch đâu. Hay à, một chiếc màu xanh nè, đây có tắc màu, tắc mỡ, tắc nè, đèn nè. Màu xanh đẹp nè. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây nha các bạn. Đó, vô mình lái thử một hồi nữa nha. Cỡ mai mới có video đem đi khai trương nha.